Tối 17 tháng 10, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, gây ngập hàng trăm hecta vườn thanh long và nha đam, một số nơi bị chia cắt. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động các lực lượng cứu hộ cứu nạn, triển khai phương án hỗ trợ di dời 21 người dân vùng ngập nước đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, mưa lũ, tổ chức rà soát phương án di dời dân ở những vùng trũng, vùng có nguy cơ bị lũ chia cắt. Chỉ đạo kiểm tra, báo cáo tình hình thiệt hại theo quy định. Theo số liệu ban đầu, có 122 nhà bị ngập khoảng 0,5m. Ở các xã Hàm Chính, 50 nhà, Ma Lâm, 45 nhà, Hàm Chí, 21 nhà, Thuận Hòa, 6 nhà, có 6 nhà bị tốc mái ở xã Hồng Sơn. Hai điểm bị chia cắt gồm cầu sắt Sông Cái, Tầm Hưng, Ma Lâm, cầu Nha Đam, xã Hàm Chí. Khoảng 920 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập, trong đó 415 ha lúa, thanh long 145 ha, rau màu các loại 360 ha. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 9 tỷ đồng. Ngoài ra, do lũ ở thượng nguồn đổ về kết hợp với việc xả lũ các hồ sông Quao, sông Khán đã làm thiệt hại hoa màu, tài sản của nhân dân xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, ước tính khoảng 16 tỷ đồng. Theo nhận định của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Thuận Bắc, trong thời gian tới, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. Do đó, để tránh thiệt hại cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời thông báo đến nhân dân sinh sống dọc ven tuyến xả lũ và cửa sông biết để chủ động có phương án phòng tránh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người. Đêm 17 tháng 10, một vụ cháy xe khách giường nằm đã xảy ra trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn cầu sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 10 trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn km 24+300 qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vị trí này ngay cầu sông Phan, cách nút giao quốc lộ 55 khoảng 2 km. Thời điểm trên, xe khách dừng nằm biển số 79B02009 lưu thông trên đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Khi đến cầu sông Phan thuộc km 24 thì xảy ra cháy. Tài xế phát hiện nên mở cửa cho hàng chục hành khách nhảy ra khỏi xe thoát thân. Tại hiện trường, chiếc xe khách cháy trơ khung. Do khoảng cách từ trung tâm Phan Thiết đến hiện trường hơn 30 km, nên phải mất hơn 30 phút để hai xe phòng cháy chữa cháy cùng các chiến sĩ mới tiếp cận được hiện trường. Các xe ô tô xếp hàng dài khoảng 4 km trên cao tốc. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, vụ cháy cơ bản được khống chế. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết đi một làn đường tạm thời. Nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm này hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, từ cuối tuần này, miền Bắc sẽ đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh gây mưa, nhiệt giảm. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể rét 14 độ. Đợt thứ nhất từ ngày 19 tháng 10 nhưng lệch nhiều ra biển Đông nên chỉ gây mưa rào và dông ở vùng núi, nhiệt độ giảm không đáng kể. Đợt thứ hai, ngày 22-23 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, gây mưa dông, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Cơ quan khí tượng nhận định trong khoảng thời gian này, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội giảm dần từ 32 độ còn 29 độ, ban đêm thấp nhất còn 21 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai, thấp nhất xuống 14 độ, ban ngày 20 độ. Cơ quan khí tượng cũng cho biết, các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, nên trong ngày 19 và 20 tháng 10, trời mưa dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Sau ngày 22 tháng 10, khi không khí lạnh tăng cường, mưa gia tăng mở rộng ra khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, không khí lạnh hoạt động mạnh sẽ bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 1 năm 2025, gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên bị bao trùm trong sương mù dày đặc. Đi kèm với hiện tượng thời tiết này là chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao, báo động về ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Theo chuyên gia, ô nhiễm không khí kết hợp độ ẩm cao, hơi nước, ít gió khiến thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều sương mù vào buổi sáng. Sáng ngày 17 tháng 10, người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chào ngày mới trong làn sương mù dày đặc. Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, thời gian gần đây, giải hội tụ nhiệt đới đang vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, mang những đám mây nhiễu động chứa đầy hơi nước vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh gây mưa. Những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh gió rất yếu, những hạt bụi, hạt nước bốc vào bầu khí quyển không bay lên cao mà giữ lại ở tầng thấp. Thêm yếu tố mưa làm cho độ ẩm rất cao, đầy hơi nước trong không khí. Đồng thời, tình trạng ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh đang rất cao. Bầu khí quyển tầng thấp chứa đầy những hạt lơ lửng.
hạt này do bụi từ phương tiện giao thông, công trường xây dựng tạo ra. Gió yếu khiến những hạt lơ lửng này không bay lên cao mà giữ lại ở tầng thấp. Chính vì vậy, hạt lơ lửng đóng vai trò là hạt nhân để cho những hạt hơi nước li ti bám vào. Hạt này lớn dần mới tạo thành xương. Ngày 17 tháng 10, phà thay thế cầu phao Phong Châu đã bị quá tải do lượng người ở hai đầu của huyện Lâm Thao, Tam Nông, Phú Thọ đi làm tăng lên đột biến. Việc ùn tắc kéo dài chỉ có nguyên nhân chỉ một trong hai phà MPT 60 tấn hoạt động. Việc ùn tắc sáng 17 tháng 10, theo người dân, có thể do nguyên nhân là chỉ chạy một phà không hoạt động dẫn đến quá tải. Việc vận hành phà hai chiều theo quy định bao gồm người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô ở hai đầu phà. Thời gian mỗi chuyến khoảng 15 đến 20 phút. Tại hai đầu phía Lâm Thao và Tam Nông, lực lượng công an và các lực lượng khác phối hợp điều tiết, phân luồng và hướng dẫn người dân đi xuống phà. Phà quân sự do Lữ đoàn 249 binh chủng công binh vận hành, mỗi chuyến chở được khoảng 50 người và phương tiện. Trong khi ngồi trên phà di chuyển qua sông, quân đội yêu cầu 100% người dân lên phà qua sông Hồng phải mặc áo phao và tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của các lực lượng chức năng. Theo Leakit, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới với 263 triệu euro mỗi năm theo hợp đồng với Al Nassr. Theo Fox, Ronaldo kiếm được 285 triệu đô la Mỹ mỗi năm, trong đó 220 triệu đô la Mỹ đến từ Al Nassr, bao gồm lương và thưởng. 65 triệu đô la Mỹ còn lại đến từ các nguồn thu nhập khác như quảng cáo và kinh doanh. Năm 2024 đánh dấu nhiều mốc quan trọng của Ronaldo như việc cán mốc 900 bàn thắng và 900 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ronaldo cũng bắt đầu đăng bài trên YouTube, thu hút số lượng người theo dõi tăng lên chóng mặt. Người đứng thứ hai trong danh sách là Messi với 135 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Lương và thưởng của Messi tại Inter Miami là 60 triệu đô la Mỹ, chưa bằng 1/3 so với Ronaldo tại Al Nassr. Tuy nhiên, Messi lại kiếm được nhiều hơn ở khoản thu nhập ngoài bóng đá với 75 triệu đô la Mỹ, hơn 10 triệu đô la Mỹ so với Ronaldo. Cầu thủ có thu nhập cao thứ ba hiện tại là Neymar với 110 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Dù gần như không thi đấu vì chấn thương trong năm qua, anh vẫn kiếm được 80 triệu đô la Mỹ từ Al Hilal cùng với 30 triệu đô la Mỹ từ các nguồn ngoài bóng đá nhờ vào bản quyền hình ảnh. Mới đây, siêu sao người Argentina Messi cũng vượt qua cầu thủ Cristiano Ronaldo và huyền thoại Brazil Pelé để giành giải thưởng America Award của tờ báo Tây Ban Nha Marca, được người hâm mộ trên mạng xã hội gọi là giải thưởng cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Trước đó, ngày 16 tháng 10 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Messi đã ghi hat-trick và có hai pha kiến tạo trong trận Argentina thắng Bolivia 6-0. Điều đó đã giúp Messi sánh ngang với đối thủ lâu năm Cristiano Ronaldo khi cùng ghi được 10 hat-trick cho đội tuyển quốc gia. Khi nhận giải thưởng, Messi đã chia sẻ với người hâm mộ về kỳ vọng của mình trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Messi chia sẻ vẫn khao khát danh hiệu mặc dù đã lớn tuổi hơn chút và gia đình tôi ngày càng đông đúc. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của họ nên tôi không thể ngăn cản. Tôi thích chơi bóng đá và mọi thứ mà nó mang lại cho tôi. Tôi đã trải qua khoảng thời gian thực sự tồi tệ với Argentina trước khi đạt được những gì chúng tôi có ngày hôm nay. Tôi nghĩ chính khoảng thời gian tồi tệ đó đã giúp chúng tôi rất nhiều để trở thành như ngày hôm nay. Messi cũng từ chối nói về thời điểm giải nghệ khi cho biết: "Tôi không thích đẩy nhanh thời gian nhìn về phía trước, tôi chỉ cố gắng tận hưởng từng ngày. Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục chơi ở cấp độ này để cảm thấy tốt và hạnh phúc. Khi được làm những gì mình thấy thích, tôi thấy hạnh phúc. Tôi không đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết World Cup mà chỉ muốn sống từng ngày hạnh phúc và khỏe mạnh."